chú mèo xem, cái dấu em không bảo em nhỉ, em để cho mày làm việc nhưng mà anh không muốn, anh không, anh muốn mày xem mày dứt điểm luôn cái con đấy đi, hoặc là như nào đi. Đúng ra thì yêu mày giờ là nó không bầu được cái thằng nào thì đúng là tốt, sợ nó không đúng nay mai mẹ đeo nó đi mẹ nhá, mẹ là không ấy đâu, giờ bà nói nhưng mà đầu tiên là tao cũng không có tin đâu, nhưng tao sợ nay mai về về thì nay mai nó lại báo đấy, phải báo mẹ lên nha, con sang cho bọn ăn ngào rồi. Hôm nay không sai cho mẹ đấy chủ nhá, báo buồn cười thật đấy, cháu nó mang sao nó cho bà, cho mẹ cháu cũng lấy thôi, trả nó được đấy, cầm xe cầm vứt đi. Con ơi, nếu mà nó đi bình thường như vậy thì bà không nói gì con à, nhưng mà đây này cái áo tông ngắn là được bịt cho con này, xong rồi cứ vuốt ra tóc tai cho con này đầy này. Không đi đi. Con nên nói cho nó biết không? Nói đi, bây giờ không nói thì sau này nó mới xảy ra chuyện gì nữa, trách bao nhà mình sao? Thôi đi ra nào, vào ra. Bây giờ cứ nói rõ ra mọi chuyện ra, xem nó về giải quyết thế nào. Để xe đây luôn. Đây xe Khánh. Đang là làm trong luôn. Thế nào các bác ạ? Anh cái nhỏ cho chuyển nhé. Đâu gì anh? Anh nhỏ chuyển đi. Anh biết ở đây, lên đây vậy. Mẹ mày nói anh lên đây anh xem làm thế nào, thế đang làm gì? Anh chở nó xe gì đây? Sao đây? Có việc thì anh lên chứ sao mà cân ngà nó sao mà nó yêu đương kiểu gì mà qua thì thấy nhà cửa âm làng xóm như là mấy thằng nó bảo đi cặp bồ cặp bịch ở dưới nhà kìa. Mày xem điên nữa, nhà học bài đang bài cái gì? Đang ở nhà đi đâu anh? Mấy thằng cả làng cả xóm đang đồ đầm ấy kìa, em về mà xem tình hình thế nào. Anh trêu à, điên. Trêu thì anh lên tận đây rồi trêu gì? Thật đấy anh ạ. Ừ. Anh nói dối mà gì? Không anh lên làm gì? Nhưng mà em xem đi được 12 hôm mà. Xem bảo anh chủ quán xong là về dưới nhà xem thế nào. Mẹ mày cũng ấy rồi đấy. Mẹ giấu với mẹ không cho mày biết, nhưng mà anh giờ anh lên đây anh nói xem cho mày để vì hiểu xem mày ấy xem về xem thế nào ở dưới nhà. Gọi nó sang xử lý. Mẹ em biết chưa? Mẹ em biết rồi. Nhưng mẹ cứ giấu em không bảo em nhỉ? Mẹ để cho mày làm việc nhưng mà anh không muốn. Anh không, anh muốn mày xem mày dứt điểm luôn cái con đấy hoặc là như nào đi. Có để lâu nó lại khó xử lý. Em không tin đâu, nhưng mà anh đợi em tí nhá, em đang bảo em tí ra đón xin anh đâu em bảo. Ừ, xem ấy xem thế nào. Nhanh xong rồi đi về xong thế nào. Đúng rồi, về đi, về xem nào. Này mẹ em giấu em cũng không biết. Về xem mẹ thế nào. Mẹ ơi. Mẹ. Anh à, mẹ cái gì mà to mồm quá vậy? Mẹ đây chưa nào? Sao đi về cái gì mà mồm quá quá vậy? Sao ở nhà sao có chuyện gì cho mẹ giấu con? Giấu mày bây giờ mày vừa mới đi làm ở nhà ra con đang đồn đầm mà căn ngà đi bí bộ bịch gì đứa nào nó lai đến cổng với nó lai đi. Tại mẹ bà nói linh ta linh tinh sao anh ra anh vừa bảo con này là con đang đi làm cái kia, bạn bè con nó bảo nó nhắn tin con, nó bảo cái nhà nhà đi chơi với trai rồi cái con nó về này. Thế chúng nó nói vậy thì đang nói vậy cái gì nữa? Thì tại mẹ nói ra thì người ta mới biết chứ mẹ không nói đâu. Mẹ không tin tao gọi bá mày đi, giờ bá mày đi chợ về gặp nó đang đứng ở kia đội mũ bảo hiểm với nhau. Mẹ phải gọi. Mày đi tao gọi em xem. Mẹ không phải tại mẹ mày bá đồ nóng nên người ta mới biết. Im mồm, nói không ngoác ra. Mày nói mày đi làm về nó quát làm mầm mầm lên mầm mầm ra. Con đang làm cái kia, bạn bè con nhắn tin nó gọi điện cho con, nó bảo Khánh ơi, người yêu mày ở nhà đi bồ bịch đi nào đi chơi với trai. Thì có chuyện đấy sao mẹ không có gọi điện, mẹ không bảo con, nó cặp bồ của mình, sao mẹ không điện cho con ở cái về, nó bảo nó gọi điện bây giờ biết là đúng chưa mà gọi, là tự dưng mình vừa mới đi làm, là đang làm bên này, tự dưng biết là đúng chưa mà gọi. Biết đúng chưa gì, mẹ gọi đi ra đi đây. Đấy mẹ gọi cho bà thôi, gọi xuống đây, xem bà bảo sao. Đấy đi gọi. Mẹ với bà ở nhà cứ nói đi ra đi đây. Tao làm trên sòng dưới người ta lại nói. Bà ở nhà ông bà xuống đây cho em, nên là thằng Khánh nó về nó đang làm ầm lên này. Đấy bà có xuống đây em nói anh không tin đâu nhá. Vâng, thôi xuống đi tí thế nào. Đấy nhỉ? bảo ba xuống đây luôn lên chưa nào. Đấy là xem bà em có bảo mẹ nhìn thấy nó đi cặp bồ cặp bịch không? Tao cũng không nhìn thấy, nhưng mà đi giờ về không nhìn thấy sao mẹ nói. Không nhìn thấy nhưng mà bà
thôi. Nhưng mà ta đã nói đâu, bây giờ là người ta thấy bạn người ta nói. Mẹ không nói nhưng đâu. Bạn bè con là đi nó đây bá rồi. Đây bá xuống bá ấy đi giờ. Nó nghe con nó nói mà nó bảo là nó bảo em nó sao không nói nên biết. Ấy cháu đang đi làm bên kia, bạn bè cháu nhắn tin cháu nó bảo căn nhà ở nhà đi cặp bồ cặp bịch. Đâu nó bảo là linh ta linh tinh đâu, mẹ cháu với bá ở nhà nói linh ta linh thuyên. Tại mẹ với bá cứ nói linh ta linh thuyên, bá nhìn thấy người cháu đi chơi tao mà. Mình nói con nó mồm bơ như bà nói thế nào, mình nói như thế nào. Con ơi, kể là bà không cứ nên nói đâu con ạ. Bá thương mày lắm, bá không nói đâu để cho mày làm nó ổn định công việc đi để cho bà ấy nghĩ lại để cho bài cho mày đến cái căn nhà. Nhưng mà đến nước này là bá phải nói mẹ mày không nói không cho mày thế nào đâu. Tao hôm qua tao bảo mẹ mày là thôi giấu cô ạ, bây giờ nói là thẳng thắn cho mày là sốc chết. Nhưng mà thôi đến giờ này là tao nói đấy. Bà nói đi, căn nhà cháu làm sao? Con nhà nhá, bá đang thì đi chợ, hai thằng em nó bắt được ở cái chỗ như nó kia là bắt đầu là thằng em nó ví đuổi lên đây chỗ này là gặp căn nhà là bá xuống là bắt sống. Nó đang ôm ấp nhau. Đấy, nghe chưa? Làm chưa gì nghe ôm ấp nhau? Bài nói nhưng mà nghe anh Giang bảo con cháu là đi quát. Bạn bè đón nhau đi ăn liên hoan anh nhiếp gì cơ mà. Mở mang cái đầu óc cho con à. Mày thì bá mẹ cháu không nghĩ xấu cho nó linh ca linh tinh. Bá không nghĩ xấu thế nào, tao cũng muốn vun vén với chúng mày chứ nó có vợ có chồng, nhưng mà đến giờ này là tao không chịu nữa. Đấy, tao rõ ràng tao bắt ở chỗ này đây. Đấy, nó chỉ bắt đi với bạn đìa đấy đâu. Báo mẹ cháu có nói cho Thoan thiệt. Không biết đâu. Báo thì nói hết người này người kia. Trời, bao nhiêu người ta nói bảo người yêu cháu đi lăng nhăng. Con ơi, nếu mà nó đi bình thường như vậy thì bà không nói gì con à. Nhưng mà đây này cái áo chống nắng là được bịt cho con này, xong rồi cứ vút ve tóc tai cho con này đầy này. Bạn bè là vì con chuyện đấy. Bạn bè quá mức độ như vậy, con giới hạn của nó chi. Sao mày 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 đi làm rồi thì đi tìm người con khác mà yêu làm sao mà cứ đến nó mà cứ thích nó là cái điểm gì? Cháu bảo cháu đi làm đi kia mấy hôm mà cháu có phải cháu bỏ mà việc, đi giờ người ta nói thì cả nếu mà nó đúng ra ấy, nó mà không đúng ra thì yêu mày ấy, giờ là nó không bộ với cái thằng nào nó đúng là tốt. Sợ nó không đúng nay mai mẹ đem nó đi mẹ nhá, mẹ là không ấy đâu. Giờ bà nói nhưng mà đầu tiên là tao cũng không có tin đâu, nhưng tao sợ nay mai về bà đến nay mai nữa lại bá không đấy. Bà vậy bá mẹ đấy nha, con sang cái đồ ăn ngà vào hôm nay hôm nay thì mẹ đấy chửi ạ. Hôm qua tao cần bật nay mà nó không ở nhà sáng nay là sao nó chào mà đây sao nó mang nhà mang nhủng sang nó bắt đưa cho tao bá đây 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 tao vừa bắt đi lên Hà Nội nó sáng nay sáng này á. Sáng nay đấy, nó không biết là có chuyện gì thì nhà nó chứ không biết. Nhưng mà mẹ nó với con giờ bá đang bắt không qua đó mà nay bắt sang đây cả. Đi giờ đấy. Rồi mà nó làm như là mình là chết thảm chết nhạt lắm ấy, nó mang mẹ nó đi làm mà là mẹ là vất đi, mẹ lại không nhận à? Tao không vất nhưng bà tự bà vất đi. Bà vất luôn. Bà buồn cười thật đấy, cháu nó mang sao nó cho bà, cho mẹ cháu không lấy thôi. Trả nó được đấy, cầm sao cầm vất đi. Bây giờ nó sang nó bảo là bây giờ về nhắn anh Khánh cho con, cho cháu. Tao bảo là tao đang như nói thì bà ấy ra, nhưng mà đi giờ nó bảo là mẹ nó đi làm rồi, mẹ nó để nhà mình, nói mẹ nó không yên tâm, mẹ nó gửi nó lên Hà Nội cho nó rồi. Vậy bây là nó sang nó chào mẹ để nó đi. Lên Hà Nội nó rồi, đi giờ lên Hà Nội nó thì biết đi đâu. Vâng thì cháu nó sang, cháu nó bảo dặn mẹ vậy thì mẹ về mẹ gọi điện cho con bảo Khánh ơi ngà đi làm kia. Ê sang là mẹ bá buồn cười nó đuổi mẹ nó về. Mẹ bá vẫn đang giấu nó các bạn, vẫn đang giấu mày các bạn ơi. Kịp quá thế này, nhưng mà lấy cái sự như vậy là bá nói. Bà nói cho mình cháu không đâu. Anh Giang anh Hào lên á, cháu không biết cháu có cắm mặt thì tao làm cháu như ngu. Thì tao ấy tao đã biết đúng đi là nói vậy, tao đã biết là thật sự là đi cặp bồ hay không đâu mà tao nói. Đấy cả không ai nói. Mẹ nói cho mày biết. Không ai nói cũng không sao, nhưng đây báo mẹ nó đi ra ngoài kia rồi ngồi lên ngồi la. Ra cái gì? Ra kia nói đi tai. Thì đang đứng ở ngoài kia nói nhau là người ta dân làng người ta đã nghe thấy rồi, người ai đi nói. Muộn gì thì con biết nên là thôi, mày bà nói hết đấy cho con biết đấy, con hiểu. Con đừng để bà mới nói nữa, là con đấy mẹ đã bảo cho đi học đại học đến giờ nó đi lang bang lang bạc kỳ hồ, nay nó đi với thằng nhỏ mai đi thằng kia, không mai bụng nó to lên nó lại về ổng cho con thì sao? Bà ấy, nó ngoan từ trước là nó ngoan. Nó đi đâu mà ngoan? Nó chỉ đi chơi cháu, chỉ học hành đi chơi cháu thôi, còn chả đi đâu bây giờ. Trước kia là bà tưởng ngoan con ạ, nhưng mà đến giờ là nó không ngoan thế nào đâu con ơi. Bây giờ mà mang đầu óc ra con cứ đi làm đi. Mấy cái đó cố gắng lên tháng 10 mấy cái đó ghi lên làm sao là đúng hay sai ấy à? Nếu mà nó đúng thì là tốt, nhưng mà bây giờ nó bảo nó đi làm rồi không để nó sang gọi nó không phải nó đi làm nó đi lên nhà bà nội nó ở rồi, mẹ nó gửi lên nhà bà nội rồi, giờ này nó không ở nhà nữa. Mẹ nó đi đâu mà gửi lên bà nội nó? Mẹ nó đi làm rồi. Bây giờ nhà hai mẹ con thì nó ở nhà rồi, mẹ nó gửi lên thằng anh nó đi làm chưa về, là mẹ nó đi làm, mẹ nó gửi lên Hà Nội ở nhà, mẹ nó sợ đi lằng ngàng mẹ nó gửi đi rồi. Thôi đấy, vậy sáng mai nó sang nó bảo vậy. Bà nói hết rồi, giờ lấy con tự hiểu nhá, con đừng cái mụ mẫm quá mà gì đó. Bà đi đấy, bà không cần nói nhiều nữa, nhặt lắm.
Đấy, em bà thì như vậy nhưng mà bà ở đây bà chưa chơi đâu mà mầm ra. Đấy, bà về, bà đừng đi nói linh ta linh tinh nữa. Bà mẹ cháu cứ đi ngồi la ngồi lê đâu. Nói xấu này, nói xấu kia. Ai lao lê đi bà, đứng cái bà cái kia nói, em nói là dân làng mà nó nhìn thấy rồi, ai đi đeo tao làm gì. Không để cháu tao khổ như vậy. Đấy, bà ấy bức xúc lên rồi thì bà ấy thương mày, bà ấy bức xúc lên rồi, bà ấy nói vậy thì bà ấy tức lên đi giờ, bà ấy tự dưng đi giờ. Mình cũng bây giờ về, bây giờ mình thấy là giờ mai mình có con có cháu, giờ thì cháu mình giờ đang yêu cháu mình mới ra đội mũ bảo hiểm cái đứa khác như thế nào. Mẹ đầu tiên mẹ không tin, nhưng mà bây giờ mẹ thấy cái video của mẹ vào nhà, mẹ vào nhà, mẹ đừng nói nữa. Nói thì bảo đừng nói. Bây giờ làm bây giờ chưa biết 3 năm rõ 10 như nào, biết nó vậy đã mầm lên về. Vậy sáng nay bảo nó lên là bà ngoại nó đi lên thì bà nội rồi. Bà nội rồi, tí con đi lên là bà nội nó. Mẹ cứ vào nhà, tí cô lên bà nội nó nói chuyện. Gặp nó rồi kìa. Mấy mình gặp nó, nói ai mà mời như thế nào.